Hi, chào anh em, chào mừng em đến quay trở lại với Laptop World. Theo giờ công nghệ, chúng ta lại đến với Recommend Hỏa Tốc. Và đây là số thứ 39 rồi anh em ạ. Như em đã biết thì Recommend Hỏa Tốc được phát hành vào thứ 7 hàng tuần trên channel Laptop World. Anh em nhớ đón xem và đặt câu hỏi cho mình để chúng mình trả lời anh em nhé. Trước khi vào video lần này thì mình xin gửi lời cảm ơn đến tất cả người anh em thời gian vừa qua đã đồng hành và ủng hộ cho channel Laptop World. Chúng mình đã đạt tới 20.000 sub rồi. Chắc chắn là thời gian tới chúng mình sẽ có thêm rất là nhiều cái chương trình giveaway lớn nữa để có thể gửi tới anh em những phần quà thật là giá trị. Còn bây giờ thì ngay lập tức chúng ta sẽ cùng tới với Recommend Hỏa Tốc số thứ 39 để xem trong lần này chúng ta sẽ có những câu hỏi gì hay và hấp dẫn anh em nhé. Bắt đầu thôi. Đầu tiên chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi của bạn Hoàng Nam. Bạn có hỏi là em đang phân vân giữa ThinkBook 14 Gen 4 i5-1240P và HP Pavilion 15 i5-1240P. Không biết nên chọn máy nào ạ? Nhu cầu của em là làm và sản xuất âm nhạc. Wow, em cảm ơn. Thật sự là mình rất thích các người anh em sản xuất âm nhạc, phải nói là đầu óc của họ rất là đỉnh, bay bổng đúng không anh em. Thì với cá nhân mình sẽ tư vấn cho bạn lựa chọn chiếc ThinkBook 14 Gen 4 bạn nhá. Cá nhân mình rất là thích ThinkBook đến từ Lenovo, họ cho ta những option nó đỉnh, nó ngon đúng không anh em. Màn hình đẹp, build tốt, full nhôm chắc chắn. Tất nhiên là HP thì cũng cho chúng ta những cái chất lượng build nó cực kỳ là đỉnh, cực kỳ là tốt, nhưng mà với ThinkBook cho ta nhiều thứ hơn. Màn hình tốt hơn hay là pin cũng ổn áp hơn nữa. Ok, pin của ThinkBook cũng là một trong những viên pin trên Ultrabook rất là trâu. Đó là một cái sự lựa chọn của mình. Và với hai con chip này thì nó đều khá là xem nhau rồi, chúng ta không cần bàn về hiệu năng nữa, đúng nào? Chúng ta sẽ cùng sang câu hỏi thứ hai của bạn R hỏi chấm. Bạn có hỏi là anh cho em hỏi giữa Dell Inspiron 5510 i5-1300H và Ryzen 5 5500U của phiên bản 5515 thì máy nào cho hiệu năng tối ưu dành cho coder? Em chuẩn bị học công nghệ thông tin. Rồi, cá nhân mình chắc chắn là mình sẽ lựa chọn Inspiron 15-5510. Nó sẽ cho mình một con CPU hiệu năng cao, dòng H nó tối ưu hơn và nó cũng bền bỉ hơn, ít gặp lỗi vặt hơn. Mình thì mình gặp khá là nhiều các người anh em đã và đang sử dụng cái dòng Dell Inspiron 5510 này rồi và với phiên bản i5 này rồi thì đều cho mình những cái feedback nó ok, nó ổn định và hiệu năng nó tốt. Không có một chút gì gọi là chê trách cái dòng máy này cả. Cho nên là mình thấy đây là một dòng máy mà rất đáng để cho anh em coder sử dụng và trải nghiệm anh em nhé. Sang đến câu hỏi thứ ba là của bạn Khánh. Bạn hỏi là anh ơi, em sắp lên đại học, em muốn mua laptop để học tập và để chơi một số tựa game như LOL hay Genshin Impact. Em không quá thích các mẫu laptop gaming có thiết kế hầm hố và em đang phân vân giữa HP Victus 16 i5-11400H và Asus VivoBook 15X i5-12500H. Con nào bền hơn để sử dụng trong suốt 4 năm đại học ạ? Em cảm ơn. Để mà sử dụng trong 4 năm đại học thì hai con máy này đều là ổn, đều là sử dụng được tốt. Nhưng mà để mà nói về bền ấy, chúng ta còn phải bàn tới cái nhu cầu rằng là chúng ta dùng trong tác vụ gì, đúng nào anh em? Nếu như mà chúng ta dùng để render liên tục hay là để chơi game liên tục, hiệu năng cao, quạt quay rồi là chip hoạt động max công suất cạc, max công suất liên tục như thế thì máy nào là chả tã, đúng nào anh em? Còn với hai chiếc laptop này, nếu như mà bạn đang có nhu cầu chơi một số tựa game kể trên thì hai cái máy này đều là cân được tốt. Nhưng mà với mình, để mà cho những trải nghiệm chiến game nó được thích thú, nó được đã nhất thì chắc chắn là HP Victus 16. Nó sẽ cho mình một cái hiệu năng nó tốt hơn và đem lại một cái cảm xúc chiến game nó được tối ưu hơn. Màn hình tần số quét nó cao hơn nữa. Đó. Ok, đó là câu hỏi thứ 3. Sang câu hỏi thứ 4 là của bạn Huy Nguyễn. Bạn có hỏi một câu hỏi khá là dài. Anh cho em hỏi, em muốn mua laptop để học công nghệ thông tin. Em đang phân vân giữa Asus ExpertBook B1500 và Asus VivoBook 15X OLED. Về hiệu năng thì em thấy con 15X nó hơn, nhưng mà em lại thích cái thiết kế con B1500 hơn. Anh có option nào tầm 17-18 triệu nào khác ok hơn không? Em không chơi game nên cần con laptop thiết kế ổn và dùng tác vụ mượt là được. Ổn và mượt, thiết kế ổn và mượt. Thế chắc chắn là ExpertBook rồi. ExpertBook trong tay thiết kế rất mượt, build rất cứng cáp và chắc chắn đặc trưng của dòng laptop doanh nghiệp. Cực kỳ bền, chắc và hoàn toàn sử dụng được lâu dài. Tiếp theo là sử dụng mượt ấy, thì về con ExpertBook này trong tầm giá nó đã có trong tay là i5 rồi đúng không anh em. Thì với các tác vụ như chúng ta sử dụng thường ngày nó vẫn rất là mượt mà. Nhưng mà để mà sử dụng và học công nghệ thông tin anh em lưu ý nhé. Lưu ý nhu cầu của bạn học công nghệ thông tin, cần sử dụng những cái bộ phần mềm hay là lập trình các thứ chuyên ngành thì mình nghĩ rằng là chúng ta lại cần thiên tới hiệu năng nhiều hơn một chút nữa. Đấy, nó vừa phải là bền bỉ, nó vừa phải thiết kế đẹp, nó vừa phải hiệu năng cao thì lựa chọn option nào. Với mình thì mình có một option dành cho bạn, đây chính là Dell Inspiron 15 5510 như bên trên mình đã comment đấy.
Sẽ có trong ta là i5-11300H, sẽ có RAM 8GB mà còn một slot nữa chúng ta có thể nâng cấp lên. Sẽ có SSD là 256GB cũng có thể nâng cấp lên. Đó, những option nó rất là tốt đúng không nào? Màn hình 15,6 inch Full HD IPS. Mọi thứ nó đều rất rất là ổn trong ta trong tầm giá. Hiệu năng nó cũng mạnh mẽ nữa. Và sử dụng trong 4 năm đại học thì nó là thoải mái luôn với con Dell Inspiron 15 này bạn nhá. Và có thể cân nhắc chiếc Inspiron 15 5510. Sang tới câu hỏi thứ 5 là của bạn Ayanokuji. Cái gì đó rất khó đọc, rất dài. Bạn hỏi là Ryzen 7 6800H RTX 3060 và i7 12700H RTX 3060 thì nên chọn cái nào? Nếu như bạn có nhu cầu sắm máy về để chiến game thì các đồng họa nào mạnh hơn chúng ta quất. Điển hình ở đây chúng ta sẽ có là Ryzen 7 và RTX 3060. Còn nếu như mà chúng ta sử dụng để render, để làm việc những tác vụ liên quan đồ họa hay là hiệu năng nhiều về CPU thì mình lại chọn i7-12700H. Hai con chip này nó bù trừ cho nhau như thế. Cơ bản ở đây chúng ta còn thiên về card đồ họa nữa. Hai con card đồ họa này nó chênh lệch nhau rất là nhiều. Thì với 3060 trong ta hiệu năng chiến game cao hơn rất là nhiều bạn nhé. Sau đây câu hỏi thứ 6 là của bạn Trung Châu. Bạn có hỏi là AD ơi, cho em hỏi tầm giá 24 triệu giữa con MSI Alpha 15 Ryzen 5 RX6600M và Acer Nitro 5 Tiger i5 RTX 3050 thì con nào ok hơn ạ? Nhu cầu của em là game như là CSGO, PUBG, xài vài game nặng như là GTA và các tác vụ văn phòng như là Word, Excel, PowerPoint, thỉnh thoảng edit chơi chơi, có làm đồ họa, mang đi học, đi làm thì mong AD tư vấn, em cảm ơn. Rồi, với cái nhu cầu này thì không cần suy nghĩ nhiều nữa, hãy chọn ngay MSI Alpha 15 Ryzen 5 RX6600M. Với con RX6600M này cơ bản ấy là hiệu năng của nó đã mạnh hơn khá là nhiều so với cả RTX 3060 rồi. Thứ hai nhá, đấy chính là bạn có nhu cầu về làm đồ họa, cho nên là MSI Alpha 15 cho chúng ta màn hình 100 sRGB, cho chúng ta touch quét 144Hz, nó vừa chơi game được tốt, nó vừa làm đồ họa được tốt luôn. Vậy thì lý do vì sao mà không chọn đúng không nào? Hiệu năng cao hơn, rồi là màn hình các thứ cao hơn. Hiệu năng thì hiệu năng card đồ họa cao hơn thôi, còn CPU thì thấp hơn so với cả i5 Gen 12 bạn nhá. Nhưng mà nói chung ấy là về cái hai cái sự lựa chọn này ấy, thì chắc chắn MSI Alpha nó sẽ nhỉnh hơn, nó sẽ cao hơn khá là nhiều. Ok. Câu hỏi thứ 7 là bạn Khoa Nguyễn, bạn hỏi là học công nghệ thông tin gõ code có nên mua Asus TUF FA507ZC i7 Gen 12 hay là Asus TUF Ryzen 7 6800H? Hai máy này, máy nào sử dụng lâu dài và máy nào ngon hơn ạ? AD không cần giới thiệu máy khác. Đấy, tức là chỉ có muốn lựa chọn một trong hai máy này thôi. Thì mình đã từng trải nghiệm qua hai con máy này rồi. Rất may là mình cũng đưa ra một cái sự gọi là so sánh nó rất là rõ ràng. Đấy chính là với dòng CPU Intel Gen 12, đặc biệt là trên dòng TUF, họ cho chúng ta hiệu năng nó cao hơn, nó mạnh mẽ hơn rất nhiều. Thực sự là như vậy. Nhưng mà với điện năng của nó ăn cũng rất nhiều nữa và nhiệt độ thì cũng khá là cao. Còn với Ryzen 7 6800H thì sao? Em nó cho chúng ta điện năng ở mức trung bình, hiệu năng cũng ở mức trung bình luôn. Vậy thì nên lựa chọn combo nào đây? Với mình, chắc chắn mình sẽ chọn i7 Gen 12 12700H. Vì cái bài toán ở đây chúng ta giải rất là dễ dàng mà thôi. Chúng ta chỉ cần sắm cho một bộ đĩa tản nhiệt mạnh mẽ. Lúc này thì tản nhiệt nó sẽ bổ sung thêm cho cái máy đó và cho chúng ta hiệu năng mạnh mẽ hơn, tản nhiệt mát mẻ hơn. Chỉ vậy mà thôi. Sang đến câu hỏi thứ 8 của bạn Đức Lê, bạn hỏi là chào anh, hiện em đang phân vân giữa hai con laptop gaming Asus ROG Strix G15 AMD Ryzen 7 4800H RTX GTX nhá, GTX 1650 và Dell G15 5515 Ryzen 5 5600H RTX 3050. Em học đồ họa thì nên chọn máy nào ạ? Em cảm ơn. Nếu như mà bạn chỉ đang phân vân giữa hai option này thì cái sự lựa chọn chắc chắn và rõ ràng nhất ở đây thì chính là Dell G15 rồi bạn ạ. Chưa tính đến vấn đề khác, chúng ta chỉ cần quan tâm tới hiệu năng ở đây. Rõ ràng là Ryzen 5 5600H RTX 3050 hiệu năng nó sẽ cao hơn khá nhiều so với cả Ryzen 7 4800H và GTX 1650. Đó. Cho nên là nếu mà với cá nhân mình để mà lựa chọn thì mình chắc chắn là mình sẽ chọn Dell. Và còn rất là nhiều cái lý do xung quanh đó, như là về Dell thì đã quá là bền, đã quá là ổn định. Về hiệu năng lâu dài của cái dòng Dell ấy, chúng ta sử dụng không phải lo nghĩ nhiều nữa. Chúng ta có thể sử dụng cho tới 4 cho tới 5 năm mà hiệu năng của nó vẫn rất là mạnh mẽ, nó không bị sụt giảm về hiệu năng như là những dòng laptop khác. Thì đó, mình sẽ recommend cho bạn chiếc Dell Gaming G15 5515 bạn nhá. Nhưng mà có một cái vấn đề ở đây đấy là chính là bạn học đồ họa cơ. Thì học đồ họa ở đây chúng ta lại chỉ có màn hình 65% sRGB trên cả hai mẫu máy này mà thôi. Cho nên là nếu mà chúng ta muốn dùng để học hay là làm đồ họa ấy, thì cái màn hình của này là khá đuối. Bạn sẽ phải sắm thêm một chiếc màn hình nữa có độ phủ màu rộng hơn, độ phủ màu cao hơn. Hoặc là bạn sẽ phải bỏ thêm tiền ra để sắm những chiếc máy cho chúng ta cái màn hình màu sắc nó đẹp mắt hơn. Thì với mình nghĩ mình sẽ thiên về cái option là sắm thêm màn hình. Chúng ta vừa có thể set up được một góc làm việc
nó đẹp mắt. Chúng ta vừa có thể có một cái chiếc màn hình nó vừa lớn, vừa phủ màu rộng đẹp, thay vì là phải bỏ thêm tiền ra để sắm một chiếc laptop gaming với mức giá thành cao hơn rất nhiều, có màn hình 100 sRGB. Ok, chúng ta cùng sang câu hỏi thứ 9 là của bạn Nguyễn Phong. Bạn có hỏi là AD cho mình hỏi Asus Vuebook 15X OLED chơi Genshin Impact lên màn hình điện thoại nổi không ạ? Cảm ơn và chúc AD thật nhiều sức khỏe. Rồi, rất cảm ơn lời chúc của bạn Nguyễn Phong và mình cũng xin chúc bạn và gia đình thật nhiều sức khỏe nhé. Chúng ta sẽ cùng quay trở lại với câu hỏi của bạn ấy. Về cấu hình này thì chơi game với những tựa game bạn kể trên nó là ổn rồi bạn nhé. Nhưng mà có một lưu ý là khi mà bạn mua máy về ấy, thì hãy sắm ngay cho mình một thanh RAM 8GB nữa và lắp vào để cho nó chạy được channel. Với RAM DDR4 8GB bây giờ không phải là giá thành cao đâu, giá thành rất là rẻ luôn, để bạn có thể nâng cấp lên một cách dễ dàng, chạy được channel với dung lượng RAM lớn hơn, chạy đa vụ được tốt hơn, thì em nói trong ta hiệu năng về lâu về dài nó được tối ưu hơn. Và nếu bạn lo ngại về nhiệt độ ấy, thì nói thật là ngay ở khi mà mình chạy các tác vụ nặng trên em nó cũng chỉ ngốn ở trong mức khoảng 75 độ C trở xuống mà thôi. Cho nên là với các tựa game này nó hoàn toàn là vô tư, không phải lo nghĩ nhiều về hiệu năng trong khoảng thời gian khoảng 3-4 năm. Và để mà lý giải cho cái hệ thống tản nhiệt của các cái dòng máy như là Vuebook thì hãy cùng sang đến câu hỏi tiếp theo, câu hỏi thứ 10. Câu hỏi thứ 10 là bạn Minh Hiếu Lê, bạn có hỏi là anh ơi, cho em xin hỏi là đối với chip dòng H trên các mẫu laptop tầm dưới 20 triệu thì có nên chọn Ultrabook hay là chọn máy gaming? Vì em sợ tản nhiệt của máy Ultrabook không gánh nổi chip H 5-6 năm. Lấy ví dụ như là dòng Vuebook 15X OLED đi anh, mong anh trả lời. Ok, mình sẽ mang luôn lên recommend tuần này để trả lời cho bạn. Rồi, bạn có thể nhìn xuống phía bên dưới gầm của chiếc Vuebook 14X OLED mà vừa trên tay cho anh em đây. Cái quạt tản nhiệt của em nó lớn hơn nhiều so với cả những cái dòng Ultrabook mà chúng ta thường bắt gặp. Đó. Bởi vì em nó trang bị trong ta chip dòng H. Và khe thoát gió được đẩy sang bên cạnh này cũng như được thổi sang phía bên bản lề. Thì với cái quạt tản nhiệt lớn như này, em nó cân trong ta rất là tốt vào những tác vụ nặng. Khi mà CPU phải ăn lên một cái mức điện năng nó cao hơn rất nhiều, thì cái em quạt tản nhiệt này nó cũng cân được ta đã đủ tốt rồi. Hơn thế nữa nhá, chúng ta cũng có thể hoàn toàn custom cái hệ thống tản nhiệt của chiếc máy này. Trong phần mềm MyAsus, chúng ta có thể đẩy sang Performance và cắm sạc vào quạt tản nhiệt quay phà phà luôn. Như vậy thì chúng ta còn lo ngại gì về nhiệt độ hay là về hiệu năng của CPU nhỉ? Nếu mà bạn còn quan ngại về cái vấn đề nhiệt độ nhiều thì mình nghĩ là bạn không nên đánh liều, bạn hãy cứ quất laptop gaming đi. Còn với cá nhân mình trải nghiệm những chiếc Ultrabook của năm 2022 năm nay, phải nói là hiệu năng về tản nhiệt hay là hiệu năng về CPU nó đều cho mình một hệ thống nó rất là ổn định, kết hợp với nhau rất là mạnh mẽ, rất xứng đáng để lựa chọn bạn nhá. Sang đến câu hỏi thứ 11 của bạn Minh Chiến Đàm, bạn hỏi là anh cho em hỏi Ryzen 5 5500U và Ryzen 7 5700U thì hiệu năng nó có chênh lệch nhiều không ạ? Em có nên bỏ thêm tiền để mua Ryzen 7 không? Em cảm ơn. Với cá nhân mình thì chắc chắn là nên rồi. Nó vừa nhiều nhân nhiều luồng hơn, nó vừa trong ta xung nhịp cao hơn, nó vừa trong ta cạc đồ họa tích hợp mạnh mẽ hơn, mọi thứ đều rất là đáng giá bạn nhá. Câu hỏi thứ 12 là của bạn Tân Phạm Minh, bạn hỏi là giữa laptop i5 12 Gen 12 và với Ryzen 7 5800H thì nên chọn con nào ạ? Gen 12 ở đây là Gen 12 dòng P hay là Gen 12 dòng H vậy bạn? Nếu mà với mình dòng H sau cùng dòng H với nhau thì Gen 12 nó sẽ là mạnh mẽ hơn. Nó cho mình vừa nhiều nhân vừa nhiều luồng, nó vừa cho mình một cái hiệu năng nó mạnh mẽ về cả hiệu năng đơn nhân lẫn hiệu năng đa nhân. Nhưng mà điểm quan trọng ở đây là nó phải được đi kèm với một hệ thống tản nhiệt nó đủ mạnh mẽ. Còn với những hệ thống tản nhiệt nó yếu, nó thấp thôi thì nó sẽ ở mức trung bình, nó khá là same với cả dòng Ryzen 7 5800H bạn nhé. Ok, và đó là câu trả lời của mình cho tất cả câu hỏi của Recommend Hỏi Tốc số thứ 39 tuần này. Biết anh em còn thắc mắc gì nữa không nhỉ? Hãy comment bên dưới phần bình luận để mình có thể giải đáp thêm cho anh em nhé. Và đừng quên là Laptop World đang có chương trình sinh nhật giảm giá laptop khá là sâu, cho nên là anh em hãy ghé qua cửa hàng mua máy trước ngày 31 tháng 7 để nhận ưu đãi anh em nhé. Còn bây giờ thì đừng quên ủng hộ cho Laptop World một like, một sub cũng như là nhấn nút chuông để không bỏ lỡ video mới. Và xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.